Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là phần tiếp theo của series võ thuật chuyên sâu Điểm mạnh, yếu của võ thuật thời kỳ hiện đại phần 3. Series này được viết bởi tác giả Fighting Styles. Và ngay sau đây sẽ là phần 3 của bài viết. Hãy bắt đầu thôi nào. Ở phần 1 và 2, mình đã điểm qua các thể loại võ thuật không gồm vũ trang, bao gồm hai mục thể thao hóa và truyền thống. Do đó phần 3 mình sẽ tập trung vào hai thể loại võ khác, đó là võ thuật phục vụ quân sự, tự vệ và võ thuật vũ trang, tức là tập trung vào vũ khí. Ba là mã, võ thuật tập trung vào sử dụng binh khí, vũ trang thời kỳ hiện đại. Tuy nhiên thì nhiều loại võ thuật, có những môn võ chỉ tập trung vào giảng dạy sử dụng một loại vũ khí hoặc là nhiều loại vũ khí khác nhau. Nhưng có những môn võ bao gồm cả vũ trang và không vũ trang, vậy nên mình sẽ chỉ nêu ra một vài những môn võ vũ trang điển hình. 1. Võ thuật vũ trang Nhật Bản. Quốc đảo gắn liền với lịch sử nội chiến triền miên thời kỳ Trung Cổ, võ thuật gắn liền vũ khí Nhật Bản cũng rất đa dạng. A. Kiếm thuật. Nhật Bản là quốc gia rất sùng bái kiếm, trong đó đặc biệt kể đến loại kiếm katana chứ danh, thực ra là có thể gọi là đao thì sẽ chuẩn xác hơn. Kendo và Kenjutsu. Kendo, kiếm đạo, phát triển từ các kỹ thuật truyền thống của kiếm sĩ Nhật, là môn kiếm thuật được thể thao hóa, gắn liền với thanh kiếm Shinai bằng tre, mô phỏng kiếm và bộ đồ bảo hộ Bongu. Kendo dựa trên mục tiêu nhất chiêu tất sát, nên các điểm đánh của Kendo thường nhắm vào những chỗ hiểm trên cơ thể như là chém vào đỉnh đầu, hông, cổ tay và đâm vào cổ họng. Ở một mặt nào đấy, Kendo vì kiếm tre Shinai giống như một món vũ khí gậy hơn là một môn kiếm thuật. Khác với Kendo, kỹ thuật Kenjutsu phong phú, ít hạn chế hơn Kendo do Kendo đã được thể thao hóa. Tuy nhiên thì Kenjutsu ít được thực hành sparring, lại không được tổ chức thi đấu như là Kendo, mà thường tập các bài mô phỏng với hệ thống Kantas bằng kiếm katana Nhật, tức là mang tính trình diễn hơn. Batojutsu và Iaijutsu. Đây là tên gọi cho hình thức rút kiếm nhanh, chuyên dụng để phản công. Có thể được sử dụng để thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ và đã định trước nhằm vào kẻ thù không nghi ngờ. Việc hình thành Batojutsu và Iaijutsu như một hệ thống thành phần của Bujutsu cổ điển ít được thực hiện cho các tình huống động của chiến trường hơn là các ứng dụng tĩnh trong cuộc sống hàng ngày của chiến binh ngoài chiến trường. B. Okinawan Kobudo. Okinawan Kobudo đề cập đến hệ thống vũ khí của võ thuật Okinawa. Các hệ thống này có thể có từ một đến hàng chục loại vũ khí trong chương trình giảng dạy của chúng. Trong số các loại bồ, trượng sáu thước, sai, dao ba cạnh, tonfa, gậy có tay cầm, kama, liềm và côn nhị khúc, hai gậy ngắn nối dây hoặc nối xích, teko, knuckle duster, thiếc rochin, khiên và giáo, và surujin, xích có gắn cục nặng. Các loại vũ khí ít phổ biến hơn của Okinawa bao gồm tambo, gậy ngắn, hanbo, trượng dài trung bình và eku, mái chèo thuyền thiết kế truyền thống của Okinawa. Okinawan Kobudo phát triển thành vũ khí từ nông cụ do những hạn chế đối với nông dân bởi gia tộc Samurai Satsuma. Khi hòn đảo này được trở thành một phần của Nhật Bản, họ cấm nông dân mang vũ khí bên mình. Kobudo Okinawa dùng phân biệt với thuật ngữ chung Kobudo để chỉ tất cả các môn võ thuật Nhật Bản có trước thời Minh Trị Duy Tân. Một số vũ khí, phong cách của Kobudo lại cực kỳ vô dụng như là dùng cuộn thư để chặn kiếm. Ngoài ra, những nông cụ vốn mang mục đích dùng để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp có thể không mấy hiệu quả chống lại vũ khí của tầng lớp chiến binh chuyên nghiệp vốn sinh ra để chiến đấu. Ngoài những môn kiếm thuật và võ thuật Kobudo ra, võ thuật vũ trang của Nhật Bản có thể kể đến như là những môn Pojutsu, trượng thuật, Naginata Jutsu, thương thuật. Có vẻ hầu hết các môn võ thuật của Nhật Bản đều gắn với hậu tố Đu, đạo hoặc là Jutsu, thuật. 2. FMA, võ thuật Philippines. Tuy ở trên FMA là môn võ có tính ứng dụng quân sự, tự vệ hơn, nhưng đối với sự đồ sộ của binh khí giống như Nhật Bản, quốc đảo này sở hữu nhiều loại vũ khí đa dạng, khá là kỳ dị và chết chóc. Phong cách này có sự kết hợp phong cách phương Tây và phương Đông. Đặc trưng phổ biến nhất của FMA là Onis, Eskrima, võ gậy đôi và Kali, dao. Phong cách gậy đôi Onis, Eskrima có lối đánh thực dụng và đã được thể thao hóa. Tuy mang tính chết chóc là vậy, nhưng phong cách chống lại vũ khí của FMA lại rất rườm rà và phức tạp, khó khăn cho khả năng thực hành.
3. Võ thuật cổ truyền với binh khí Việt Nam, thập bát ban võ nghệ và ủ su. Thập bát ban võ nghệ ám chỉ 18 loại vũ khí cổ truyền của Trung Quốc và võ bình định Việt Nam. Hệ thống này vốn có từ thời Lê, Nguyên, bao gồm 18 loại vũ khí sau: siêu đao, thương, giáo, một loại binh khí dài hơn thương, mác, kiếm, xà mâu, phủ hay là phủ Việt, búa, kích, roi, giản, chùy, đinh ba, cào, côn, dây vải hay là giải lụa có buộc vật nặng ở đầu, tô và thủ quyền cước. Ủ su là môn võ thuật hiện đại của Trung Quốc với chương trình luyện tập, các bài quyền tổng hợp chủ yếu là với vũ khí từ các võ phái cổ truyền nổi tiếng như là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Không Động, Vịnh Xuân Quyền và Thái Cực Quyền. Thật tiếc là thay vì được tập luyện đối kháng sparring, hệ thống này chỉ được thực hành với các bài quyền và biểu diễn như cách mà ủ su Trung Hoa được thực hiện. 4. Claripayattu. Xuất phát từ Ấn Độ là môn võ cực kỳ lâu đời, chính thức là cái nôi của võ thuật châu Á. Tuy nhiên, khác với phong cách Trung Quốc hay Việt Nam ta đang thực hành tập quyền cước trước mới tới thực hành các loại binh khí, thì Clary dạy binh khí trước tiên rồi mới đến các bài quyền. Một trong những điểm đặc biệt ở môn võ này là Clary còn gắn liền với các bài yoga, massage và khiêu vũ. Bộ binh khí của Claripayattu cũng như những môn võ binh khí khác, chúng đều có sự đa dạng về số lượng và sự tương đồng vũ khí. Nhưng vũ khí nổi tiếng nhất của môn võ này có lẽ là kiếm Urumi với lưỡi kiếm cực dẻo, mạnh mẽ ở những cú quất chém như roi. Những vũ khí chết chóc nhưng phong cách lại gắn liền với kiểu khiêu vũ và yoga hơn là lối đánh sparring thể thao. 5. Hema, Historical European Martial Art. Hema hay võ thuật lịch sử của châu Âu là môn võ thuật có nguồn gốc từ châu Âu, đặc biệt sử dụng các môn võ thuật được thực hành trước đây, tập hợp tất cả các môn võ thời La Mã cổ đại, Viking, Trung Cổ, Phục Hưng và cận đại của châu Âu. Từng có khoảng thời gian những kỹ thuật này chết yểu hoặc là phát triển thành các hình thức khác nhau. Không chỉ riêng phong cách kiếm thuật tiêu biểu, longsword, rapier, saber, Hema còn bao gồm các loại vũ khí cùn như là trượng dài, quarterstaff, gậy ngắn, single stick, ken hay các loại kích, thương dài, pom, thương gắn rìu, halberd. Ngoài ra còn có cả dao dagger Ý, kiếm offbeth với khiên tròn Viking, kiếm gladius với khiên scutum La Mã. Nhiều kỹ thuật đôi khi không được đặt tên, đôi khi nó lại chỉ được mô tả trong các bài thơ, sách ở các trường dạy kiếm cũ, nên nỗ lực hồi sinh Hema vẫn đang rất tích cực. Không chỉ riêng kỹ thuật sử dụng vũ khí, Hema đôi khi còn bao gồm cả kỹ thuật quyền, bắt vật khác nhau trên khắp các quốc gia châu Âu. Hema Longsword. Trường kiếm Longsword là loại kiếm tiêu biểu nhất của châu Âu thời Trung Cổ, cấu tạo phần báng cầm, chuôi hình thành giá với lưỡi kiếm dài và thẳng. Ngoài ra còn những loại trường kiếm khác tương đồng như là Mercer, Dreadhander, Bastardsword. Khác với phong cách các bộ phim Hollywood khắc họa, Longsword thực sự không hề nặng nề, cùn và thiếu linh hoạt. Ngược lại, phong cách của kiếm có thể xoay chuyển và thay đổi nhiều góc đánh chết như là Kendo. Ứng dụng phong phú khi nó có thể sử dụng như một ngọn lao, một cây chùy đập hoặc móc tước vũ khí cầm ngược, Habswording. Có nhiều phong cách Longsword giữa các quốc gia châu Âu, kể ra như kiểu Ý, tập trung phản đòn và né tránh hơn là Đức, chủ động tấn công với footwork mạnh mẽ. B. Hema Rapier và Saber. Rapier là một thuật ngữ rộng đối với một loại kiếm mảnh, rất nhọn. Với các tính năng thiết kế như vậy, thanh kiếm được tối ưu để trở thành vũ khí đâm thẳng trực diện chết chóc, nhưng vẫn có thể dùng để cắt. Một số kỹ thuật sử dụng kiếm đôi có thể kết hợp một thanh rapier với một con dao dagger. Đặc biệt nhất ở loại kiếm này là nét chạm trổ tuyệt đẹp ở phần chuôi kiếm, mang lại sự sang trọng và thẩm mỹ của giới quý tộc. Saber lại ám chỉ các loại kiếm lưỡi cong, điển hình như là ở châu Âu có loại Saber Ba Lan hay là Zabla. Đây là phong cách nổi bật và thực dụng của những đòn cắt. Nó mang lại nhiều lợi thế hơn trên chiến trường so với rapier, thanh kiếm chỉ hợp cho hình thức đấu kiếm giữa những quý tộc. Khác với hình thức đấu kiếm Olympic, khi chỉ lùi và tiến với những đòn tính điểm, Hema Rapier và Saber được giữ nguyên kỹ thuật đấu kiếm thực chiến thời Trung Cổ. C. Quarterstaff và Single Stick. Võ gậy, trường dài của châu Âu, có khoảng 5 phong cách khác nhau. Tuy vậy thì kỹ thuật của chúng đôi khi lại mang dáng dấp như một phong cách bổ trợ cho các kỹ thuật khác. Chẳng hạn Single Stick bổ trợ cho các loại kiếm một tay, còn các loại Quarterstaff bổ trợ cho Longsword, Pom và Halberd. Các kỹ thuật của Quarterstaff
trông đơn giản hơn so với võ gậy của Nhật Bản hay là Trung Hoa. Nhưng các cú đánh rất dứt khoát, nếu không mặc bảo hộ thì rất có thể sẽ bị nứt và tổn thương xương sọ. Vốn là phong cách bổ trợ cho kiếm saber hơn là đánh gậy, nhưng single stick cũng được sử dụng bởi giới quý tộc cho tình huống tự vệ bằng gậy đi bộ. Khác phong cách single stick, phong cách gậy ngắn của Pháp, Canne de Combat, một nhánh của Savate, mạnh mẽ và hung bạo hơn. Tuy nhiên, chúng lại lạm dụng quá nhiều những cú xoay người. Do võ thuật của châu Âu thường bị loại bỏ nếu không còn tác dụng hoặc là cải biên, thể thao hóa cho hợp thời, và nhất là chỉ gần đây, thập niên 90 mới nỗ lực hồi sinh nên họ cần nhiều thời gian nghiên cứu, dịch thuật các tư liệu ghi chép cũ trong khi kỹ thuật nói chung quá mới, kỳ lạ hoặc là đã bị mất. Một vài điểm khiến nó mang nhiều ưu thế hơn so với các phong cách võ thuật sử dụng vũ khí lạnh khác, như nó tập trung vào sparring giao lưu, lại cho phép đánh vũ khí kết hợp với gạt chân hoặc bắt vật với ít hạn chế nhất có thể. 6. Võ súng. Tụi tao bắn mày á. Bạn không nghe nhầm đâu, thật ra thì không có cái được gọi là võ súng. Có thể nói đơn giản chúng là kỹ thuật bắn súng, rút súng và nạp đạn. Súng là một loại vũ khí dùng sức đẩy của thuốc nổ để phóng đạn bắn tới mục tiêu. Nhờ sự phát minh thuốc súng của Trung Quốc ở thế kỷ thứ 9, qua con đường tơ lụa tới phương Tây, súng trở thành vũ khí thay đổi cục diện chiến tranh của toàn nhân loại. Từ giữa đến cuối thế kỷ thứ 16, khi súng hỏa mai bắt đầu phổ biến và rộng rãi hơn. So với các vũ khí lạnh kể trên, súng có nhiều ưu điểm với sự thay đổi, phát triển diễn ra nhanh hơn. Từ đó cũng sinh ra những kỹ thuật sử dụng súng, từ những loại súng đơn giản cho tới hiện đại. Bài viết mình sẽ chỉ tập trung chủ yếu vào các loại súng cá nhân. Các loại súng cá nhân chủ yếu bao gồm những loại súng trường hỏa mai, súng trường tự động, bán tự động, súng ngắn ổ xoay. À, đội hình cho súng hỏa mai, súng kíp. Súng hỏa mai và súng kíp là loại súng nòng nhẵn, được nhồi thuốc súng và đạn chì tròn. Ở súng hỏa mai, thuốc súng được đốt bằng dây cháy chậm hoặc là cơ cấu điểm hỏa bằng đá lửa. Ở súng kíp thì cũng có cơ cấu điểm hỏa bằng đá lửa, nhưng sau được cải tiến với hạt nổ do đá lửa không có tác dụng khi ngoài trời mưa. Do cự ly bắn thấp, lại thiếu chính xác, việc nạp đạn giữa mỗi lần bắn mất nhiều thời gian, khoảng từ 1 đến 2 phút cho mỗi lần nạp đạn. Nên để phát huy được sức mạnh của loại súng này, phải dựa vào đội hình thì mới hiệu quả. Bộ binh thực dân Anh nổi tiếng với khả năng chinh phạt với đội hình hai hàng, hàng đầu bắn và lùi về sau nạp đạn. Tới hàng sau lên bắn trước, thay phiên nhau có thể tối đa hóa được hỏa lực. B. Fast Draw Single Action, kỹ thuật rút súng nhanh của súng ổ xoay kiểu miền Tây nước Mỹ. Những khẩu súng này có phần phát triển hơn so với súng kíp, cấu tạo ổ xoay 6 viên, revolver, giúp khả năng bắn nhiều đạn hơn và nạp nhanh hơn. Loại súng trường Winchester 94, nếu ai chơi PUBG thì cũng thấy, khả năng bắn và lên đạn nhanh chóng hơn so với những loại lên đạn thủ công như là Colt 98. Dù nạp đạn khá mất thời gian, shotgun double barrel, hai nòng, súng máy Gatling đều mang lợi thế riêng. Một lợi thế hơn so với súng kíp là các viên đạn đã được bọc với thuốc súng trong vỏ đạn có hạt nổ. Tuy nhiên, thuốc súng đen, black gunpowder của thời này vẫn còn hạn chế với nhiều khói muội và hỏa lực yếu. Như đã nói, những loại súng này vẫn rất hạn chế, ví dụ như là loại revolver, súng ngắn ổ xoay, single action sau mỗi lần bắn. Không có bộ phận tự động xoay cho ổ viên đạn tiếp theo có thể đi lên và phải thực hiện thủ công bằng tay để gạt ngửa búa đập, do chỉ có single action. Hơn nữa, không có chốt an toàn nên để an toàn chỉ nạp 5 viên trong ổ, nếu đủ 6 viên mà vô tình chạm phải đầu đập có thể dẫn đến cướp cò. Để khắc phục như cách mục đích Iajutsu của Nhật Bản thực hành, kỹ thuật fast draw ra đời với cả thumbing, rút súng, ngón cái gạt búa và khi súng ra khỏi bao lập tức bóp cò, fanning. Gạt búa thật nhanh, đồng thời bóp cò, nó chính là chuột phải của khẩu R8 trong CSGO. Những kỹ thuật trên đã được đưa lên màn ảnh ở các tác phẩm miền Viễn Tây và hiện tại chúng vẫn đang được thực hành bởi hội thể thao WFDA tại Mỹ. C. Kỹ thuật sử dụng súng hiện đại. Có mối liên hệ chặt chẽ với võ thuật và phong cách quân sự, tự vệ, các loại súng cá nhân hiện đại khắc phục 99% những loại súng kể trên, kể cả những loại súng thời thế chiến. Thuốc súng hiện đại có hỏa lực mạnh hơn, băng đạn cung cấp nhiều đạn hơn, tăng thời gian nạp đạn, tầm bắn xa, sức xuyên của đầu đạn tăng cường, độ chính xác cao. Súng hiện đại còn được trang bị nhiều phụ kiện hỗ trợ như là gắn đèn, laser, tay cầm, ốp lót đệm, ống ngắm, những AK-47, Uzi, SK-416, các loại Glock là những loại súng thực dụng rất phổ biến cho tác chiến, chiến tranh hiện đại. Dù nhiều lợi thế, những cải tiến mới,
kỹ thuật sử dụng súng vẫn cần được sinh ra để khai thác tối đa khả năng sử dụng của chúng. Kỹ thuật sử dụng súng vẫn cần thiết được sinh ra để khai thác tối đa khả năng của súng. Đơn cử như súng trường tấn công, tích hợp lợi thế của những khẩu súng trường bán tự động và tiểu liên SMG với chế độ single tăng khả năng bắn tỉa chính xác hay là full auto cho bắn liên thanh áp chế. Những kỹ thuật nạp đạn shotgun tactic nhanh chóng, kỹ thuật bắn súng ngắn ở cự ly gần như core của John Wick. Kỹ thuật này có thật, tăng lợi thế cho khả năng nạp, bắn và rút súng. Những kỹ thuật sử dụng súng kể trên rất phù hợp cho điều kiện không gian hẹp, tác chiến đô thị, dọn phòng ở thời kỳ hiện đại. Kỹ thuật Center Assist Reload Core giúp bắn súng ngắn ở cự ly gần, giảm khả năng bị tước đoạt vũ khí. Bonus, ở Việt Nam, kỹ thuật điểm xạ cho AK-47 là một trong những kỹ thuật làm nên tinh túy, bản sắc cho sự sáng tạo của quân dân Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Do AK-47 chỉ có hai chế độ single và auto, tầm bắn hiệu quả chỉ có 350m mà súng có độ giật lớn. Hơn nữa, thời kỳ kháng chiến còn gian khổ, đạn rất đắt đỏ, kỹ thuật điểm xạ giúp khắc phục phần nào được những nhược điểm kể trên. Những khẩu súng trường tấn công hiện đại hầu hết đã được tích hợp chế độ điểm xạ 2-3 viên. 4 La Mã, võ thuật, hình thức chiến đấu phục vụ mục đích quân sự và tự vệ. Võ đặc nhiệm hay võ đặc công là cách người ta gọi những môn võ này. Chúng là những môn võ được mọi người gắn cho hai chữ thực chiến do tính chất của nó được sử dụng cho mục đích chống lại sự đe dọa của vũ khí hoặc là bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm. Ý mình là vì nó không hạn chế đòn hiểm nên là nó rất thực chiến. Phong cách của môn võ này vốn dựa trên hình thức võ tổng hợp kết hợp với các kỹ thuật tác chiến với súng cá nhân cho lĩnh vực quân sự hoặc kết hợp với những đòn đánh nhanh và chỗ hiểm để tự vệ. Chẳng hạn như các môn võ quân sự tự vệ từ Tây thường kết hợp giữa boxing, wrestling, FMA, võ thuật Philippines và judo, jiu-jitsu. Hay như Việt Nam ta, võ đặc công có sự kết hợp giữa chương trình giảng dạy của Liên Xô cũ hay là các quốc gia khác như là Trung Quốc với võ thuật cổ truyền nước nhà. Rất dễ dàng để nhận ra những môn võ này do sự quảng bá rộng rãi của các tổ chức quân sự khác nhau, những buổi trình diễn, thực hành nổi bật với những hình ảnh anh lính đặc công với quân dân di. Có thể kể ra một vài môn võ quân sự tự vệ như sau. 1. Krav Maga là môn võ quân sự tự vệ nổi tiếng nhất khi nhắc đến võ quân đội phục vụ cho đơn vị quân chủng đặc biệt hoặc cho tình huống tự vệ. Được sử dụng bởi các lực lượng quốc phòng Israel, nền tảng của Krav Maga bao gồm boxing, wrestling, Aikido, Karate, Judo với khái niệm ban đầu của Krav Maga là sử dụng các kỹ thuật hiệu quả và thực tế nhất của các phong cách chiến đấu khác. Ban đầu là boxing, wrestling và chiến đấu đường phố của châu Âu nhanh chóng có thể dạy được cho lính nghĩa vụ. Một vài ưu điểm của Krav Maga có thể nêu ra như là khả năng né tránh xung đột, tăng phản xạ, tung đòn nhanh nhất có thể, dạy dirty fight, đòn bẩn. Do vậy, có thể nói Krav Maga chính là môn võ hoàn hảo nhất đáp ứng bản chất của một môn võ thuật. 2. Keishi hay là KFM. Keishi Fighting Method, KFM, không hoàn toàn là một môn võ, nhưng đây là phong cách rất nổi tiếng. Là môn võ có xuất phát từ Tây Ban Nha, tập trung sử dụng tư thế che tay khép đầu bảo vệ, gọi là Defensader. Sử dụng những cánh tay đang phòng thủ để tấn công bằng các đòn tay như cùi trỏ, đấm và nhất là Hammer Fist, cú đánh giáng búa bằng nắm tay, trong khi vẫn duy trì tư thế che chắn trước mặt. Do đây là môn võ chuyên dùng cho tự vệ nên nó thường được dạy bao gồm các đòn đánh cổ họng, đá khớp chân và háng. Keishi cũng được đưa lên màn ảnh qua phim Jack Reacher hay phong cách đánh của Batman trong 3 phần Dark Knight. 3. Jeet Kune Do, Tiệt Quyền Đạo. JKD là môn võ với mục đích tự vệ, được tập luyện và phát triển bởi một trong những diễn viên võ thuật cực kỳ nổi tiếng là Lý Tiểu Long. JKD mang nền tảng của phong cách boxing những năm 70-80, Vịnh Xuân, Savate, Catch Wrestling, Taekwondo cũ và một điểm đặc biệt nhất ở lối footwork như là ông lấy cảm hứng từ footwork trong môn Olympic Fencing. JKD không hoàn toàn là một môn võ mà là một triết lý võ thuật kết hợp chịu sự ảnh hưởng và được điều chỉnh bởi triết lý cá nhân và kinh nghiệm của Lý Tiểu Long bởi triệt quyền đạo hoặc là tiệt, mang ý nghĩa cắt đứt đường quyền của đối thủ trước khi đối thủ có thì giờ phản ứng. Tuy nhiên, bản thân mình không đồng ý với việc võ thuật quân sự, tự vệ này là cốt lõi của quân sự, dù là trung cổ hay hiện đại. Bởi thực sự, yếu tố cần thiết tạo nên người lính nằm ở khả năng tác chiến được đào tạo từng đơn vị họ phục vụ. Chủ yếu là sự lì lợm, gan dạ. Có thể chúng hiệu quả, nhưng thực sự chúng lại bị đem ra PR, quảng bá ở một mức vô lý. Điển hình như là Batisu, môn võ lai Đông Tây đầu tiên do Edward William Barton Wright tạo ra và giảng dạy để tự vệ cho giới quý tộc.
nhưng ông này lại đeo dao giảng khả năng đánh bại nhiều người cùng một lúc hay là dùng những món đồ cá nhân để tự vệ như là khăn tay, ô, vân vân. Điều này khiến cho khả năng và mục đích của những môn võ quân sự tự vệ bị thổi phồng. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!